đến những định kiến, thói quen và những cách chữa bệnh trong dân gian đang được rất nhiều người áp dụng mà không rõ đúng sai. Hãy quan tâm đến sức khỏe của mình bằng việc đón xem chương trình Bác sĩ gia đình vào lúc 19:30 tối thứ năm trên kênh HTV7. Chương trình với sự góp mặt của các bé Ngọc Tường, Thanh Hiền, Hoàng Lộc, Bảo Vi, Mỹ Hằng, Thảo Nhi và Danh Thành. Tất cả các bé đã có mặt sẵn sàng tham gia chương trình với chúng ta. Và người dẫn chương trình hôm nay là tôi. Chào mừng quý vị, các bạn, các em đang đến với chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, Chuyện Nhỏ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Nestle Milo. Hy vọng Chuyện Nhỏ sẽ mang lại nhiều niềm vui. Thưa quý vị, các bé đã có mặt sẵn sàng. Chú Thanh Bạch xin chào các cháu. Chào chú Thanh Bạch. Giỏi lắm. Chú Thanh Bạch xin mời các con hãy có đôi lời tự giới thiệu về bản thân mình, về tên, họ, sở thích, ước mơ vân vân nha. Và bây giờ tuần tự các bé sẽ giới thiệu. Xin mời bé đầu tiên. Con tên là Nguyễn Ngọc Tường, năm nay con 6 tuổi. Sở thích của con là chơi búp bê Barbie và đọc sách. Con có một em tên là Tommy. Con thương bố mẹ con nhất, tại vì bố mẹ con thương con. Lớn lên ước mơ con sẽ làm cô giáo để dạy các em nhỏ. Con tên là Văn Thanh Hiền, năm nay con 7 tuổi. Sở thích của con là ăn gà rán, bơi lội và đọc truyện. Mai sau con lớn lên con sẽ vẽ tranh đẹp cho mọi người xem. Con tên là Phạm Nguyễn Hằng Lộc, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là được đi cắm trại với gia đình. Và khi đi con được ăn món cá xiên, thịt nướng và được uống nước suối. Ước mơ sau này của con sẽ trở thành một nhà khoa học để giúp ích cho xã hội. Con là Nguyễn Hoàng Bảo Vy, năm nay con 8 tuổi, sở thích của con là xem tivi, ăn gà rán và chơi game. Mà con thích ăn món cà ri do mẹ nấu. Và mai mốt lớn lên, con ước mơ con sẽ trở thành một nhà tạo mẫu thời trang để thiết kế nhiều kiểu áo đẹp cho mọi người mặc. Con tên là Lê Ngọc Mỹ Hằng, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là đọc truyện, ăn gà rán, đọc thơ. Ước mơ sau này của con là thiết kế thời trang để mọi người cùng mặc những bộ đồ đẹp con thiết kế. Con tên là Nguyễn Thảo Nhi, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là chạy xe đạp và coi những chương trình thiếu nhi trên tivi. Ước mơ sau này của con là làm cô giáo để dạy cho những em vùng sâu vùng xa. Con tên là Nguyễn Danh Thanh, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là đi xe đạp, đọc sách và xem tivi. Ước mơ sau này của con là phi công để chở mọi người đi du lịch. Chúng ta vừa đến với phần tự giới thiệu làm quen với các bé. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Thưa quý vị, và chúng ta cùng gặp gỡ với thí sinh đầu tiên của chương trình Chuyện Nhỏ lần này. Xin mời bạn Thùy Hương có đôi lời tự giới thiệu về mình. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Chuyện Nhỏ. Chào anh Thanh Bạch và hai người bạn cùng chơi. Em tên là Thùy Hương, em rất thích tham gia chương trình này vì muốn khám phá được những ý nghĩa của trẻ thơ. Em rất mong quý vị khán giả ủng hộ cho em và hai người bạn cùng chơi. Em xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ hai, đó là diễn viên điện ảnh Chí Bửu. Xin mời bạn. Xin chào các bạn xem đài, xin chào các bạn nhỏ. Tôi tên Chí Bửu, hiện nay là diễn viên. Thật là vui khi tham gia chương trình này để khám phá những cái sự tò mò và những sự là ra vẻ hiểu biết của các cháu. Và xin các bạn ủng hộ trong ba bạn cùng chơi. Xin chào. Chúng ta cùng gặp gỡ với thành viên thứ ba, đó là bạn Ngọc Hạnh. Xin mời bạn. Xin chào anh Thanh Bạch, xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, xin chào tất cả các bạn nhỏ. Tôi tên là Trần Thị Ngọc Hạnh, tôi rất yêu thích trẻ con và có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ để ngắm nhìn chúng. Thế giới trẻ thơ thông qua ngôn ngữ của chúng có rất nhiều điều đáng yêu, thú vị và đầy bất ngờ. Và đó cũng chính là lý do đưa tôi đến với chương trình ngày hôm nay. Cả ba người chơi của chúng tôi chắc chắn sẽ khó có thể vượt qua các vòng thi của mình nếu như không nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình của tất cả quý vị. Xin hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho ba người chơi chúng tôi.
Thưa quý vị và các bạn, ba thí sinh của chúng ta đã rất tự tin để cùng nhau chuẩn bị bước vào vòng 1 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, các em thân mến, trong vòng 1, ba thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội dự đoán ý của các bé trên màn hình. Làm thế nào để tìm cách trùng khớp ý với bé, ghi điểm? Các bé có thể tạo điều kiện cho các thí sinh ghi điểm, nhưng mà đôi khi cũng gây cản trở khó khăn. Thưa quý vị, câu hỏi của vòng 1 như sau. Theo các bạn, bé có biết còn dễ thường ăn cỏ hay không? Đa số các bé sẽ trả lời là có hay là không. Xin mời bạn Thùy Hương. Dạ, em nghĩ là không. Bạn Chí Bửu nghĩ thế nào ạ? Đa số các bé có nghĩ là con dế thường ăn cỏ hay không ạ? Tôi nghĩ là có, chắc chắn. Và bạn Ngọc Hạnh nghĩ thế nào ạ? Con dế thường hay ăn cỏ hay không thì các bé nghĩ thế nào? Theo tôi thì tôi nghĩ các bé sẽ trả lời là có. Thưa quý vị, con dế thì thường ăn cỏ, nhưng mà chơi dế thì thường là con trai. Con gái ít, hiếm khi nào có bé gái nào chơi đá dế. Mà trên màn hình á thì con gái đông hơn con trai. Cho nên đa số khi được hỏi con dế thường ăn cỏ hay không, đa số các bé trả lời là không. Bạn Thùy Hương đã ghi được số điểm đầu tiên. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục bắt đầu lựa chọn từng bé một. Bé nào cảm thấy gần gũi giúp mình ghi điểm? Xin mời bạn Chí Bửu. Tôi chọn Ngọc Tường á, bé Ngọc Tường. Bé Ngọc Tường. Ngọc Tường ơi, theo con, chú Bạch đố cái này nha. Con dế thì nó sống ở đâu? Dạ thưa chú, con dế nó sống trong rừng, trên bãi cỏ gần nhà con voi. Bạn Chí Bửu hãy cho biết với câu hỏi, bé có biết con dế thường ăn cỏ hay không? Bé Ngọc Tường sẽ trả lời là có hay là không? Tôi nghĩ là bé Ngọc Tường không biết, là không. Bé sẽ trả lời là không. Ngọc Tường ơi, con dế thường ăn gì nhỉ? Dạ thưa chú, con dế nó sống trên cỏ, nó ăn cỏ xong nó đi uống suối. Chưa trùng khớp ý về về. Bạn Ngọc Hạnh lựa chọn. Dạ em xin chọn bé Mỹ Hằng. Bé Mỹ Hằng. Dế có rất nhiều loại Mỹ Hằng biết không? Thế thì con thử kể tên các loại dế cho quý vị khán giả biết. Dạ thưa chú, con biết dế nhũi, dế cò, dế cò, dế lửa, dế mèn, vân vân. Bạn hãy dự đoán xem là bé Mỹ Hằng có biết là con dế thường ăn cỏ hay không? Theo em nghĩ thì bé Mỹ Hằng sẽ nói là không. Mỹ Hằng ơi, con dế thường ăn gì? Dạ thưa chú, con thấy người ta nuôi dế thường cho những con dế ăn cỏ. Chưa trùng khớp PVB. Chúng ta cùng tiếp tục với sự lựa chọn của bạn Thùy Hương. Dạ, em xin chọn bé Bảo Vi. Theo Bảo Vi, các con dế đá là dế trống hay dế mái? Dạ thưa chú, các con dế đá thường là các con dế trống, tại vì dế trống thường giờ đá giỏi hơn dế mái. Bạn Thùy Hương hãy cho biết là bé có biết con dế thường ăn cỏ hay không? Bé trả lời là có hay là không ạ? Dạ em nghĩ chắc là không ạ. Bảo Vi ơi, con dế thường ăn gì? Dạ thưa chú, con dế thường ăn những con kiến, con ruồi, con muỗi và vân vân, rất nhiều con ạ. Chúc mừng, trùng khớp đi nè. Tiếp tục với sự lựa chọn của bạn Chí Bửu. Tôi chọn Hoàng Lộc. Bé Hoàng Lộc. Theo Hoàng Lộc, ở nông thôn và thành phố, ở đâu có nhiều dế hơn? Dạ thưa chú, ở nông thôn có nhiều dế hơn bởi vì có nhiều ruộng đồng và chúng sẽ sống ở những cái bụi và những miếng đất mà bị trống. Bé Hoàng Lộc sẽ trả lời thế nào với câu hỏi con dế thường ăn cỏ hay không? Tôi nghĩ là không. Con dế thường ăn gì?
Dạ thưa chú, con dế nó ăn cỏ bởi vì ở đó nó đã có một thói quen như vậy. Chưa trùng khớp IVV. Bạn Ngọc Hạnh tiếp tục lựa chọn. Dạ, em xin chọn bé Thanh Hiền. Bé Thanh Hiền. Theo Thanh Hiền, vào mùa nào chúng ta thường thấy có nhiều dế? Dạ thưa chú, con thường thấy mùa hè có nhiều dế. Trước cổng trường người ta hay bán. Bé Thanh Hiền có biết là con dế thường ăn gì hay không ạ? Bé sẽ trả lời là không ạ. Thanh Hiền ơi, con dế thường hay ăn cái gì? Dạ thưa chú, con nghĩ con dế nó ăn lá chuối, ăn dưa hấu và nhiều thứ vân vân. Chúc mừng trùng khớp y phi bé. Và bây giờ là sự lựa chọn của bạn Thùy Hương, xin mời bạn. Em xin chọn bé Thảo Nhi. Bé Thảo Nhi. Câu hỏi gợi ý cho Thảo Nhi như sau: người ta có thể ăn con dế được không Thảo Nhi ơi? Cháu cũng... người ta không thể ăn dế được vì nó rất dơ. Với câu hỏi con dế thường ăn cỏ hay không, bé trả lời như thế nào? Em nghĩ bé trả lời là không ạ. Thảo Nhi ơi, con dế thường ăn gì? Dạ thưa chú, con chưa từng thấy con dế ăn bao giờ nên con cũng chẳng biết con dế ăn cái gì ạ. Chúc mừng thường cơm đi bé. Thưa quý vị, và như vậy chúng ta đã hoàn thành vòng 1, xin được công bố số điểm của 3 thí sinh. Bạn Thùy Hương 50 điểm. Bạn Chí Bửu chưa ghi điểm. Và bạn Ngọc Hạnh 20 điểm. Chúng ta vừa kết thúc vòng 1. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Chuyện Nhỏ. Câu hỏi của vòng 2 như sau: theo các bạn, bé có biết Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất trên thế giới hay không? Bạn Chí Bửu ưu tiên được trả lời trước, xem là đa số các bé có biết là Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất trên thế giới hay không? À, tôi nghĩ là các bé không biết. Đáp án của các bé là không. Còn bạn Ngọc Hạnh nghĩ sao ạ? Theo ý kiến của tôi thì các bé không biết ạ. Và bạn Thùy Hương ạ? Dạ có. Thưa quý vị và các bạn, khi được hỏi Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất trên thế giới hay không, đa số các bé trả lời là có. Như vậy vẫn có bé không biết, nhưng mà số trả lời biết thì đông hơn. Các thí sinh lưu ý đặc điểm này. Và bây giờ xin mời bạn Chí Bửu sẽ lựa chọn bé nào mà mình cảm thấy tự tin. Thảo Nhi. Để đi lại trên biển người ta thường dùng những con thuyền như thế nào Thảo Nhi nhỉ? Dạ, người ta dùng những con thuyền bằng phao, hoặc là bằng gỗ, hoặc là bằng sắt để có động cơ để chạy trên biển. Chí Bửu nghĩ thế nào nhỉ? Bé có biết là Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất trên thế giới hay không? Bé trả lời là có hay là không? Tôi nghĩ là có. Thảo Nhi ơi, theo con đại dương nào sâu nhất thế giới? Dạ, Thái Bình Dương sâu nhất thế giới vì con đã từng học trong sách rồi. Chúc mừng trùng khớp y với bé. Yeah. Tiếp tục chúng ta đến với sự lựa chọn của bạn Ngọc Hạnh. Dạ, em xin chọn bé Danh Thanh ạ. Tiếp theo là sự lựa chọn bé Danh Thanh. Biển đem lại lợi ích gì cho con người? Con hãy nói cho mọi người nghe nè. Dạ thưa chú, biển đem lại cho lợi ích cho con người là muối và cá, tôm. Thế thì bé có biết Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất trên thế giới hay không ạ? Với kiến thức của bé thì tôi nghĩ rằng bé sẽ trả lời là có. Danh Thanh ơi, đại dương nào sâu nhất thế giới? Dạ thưa chú, đại dương sâu nhất là Thái Bình Dương vì con nghe cô giảng bài rồi. Chúc mừng trùng khớp y bé. Yeah. Và bây giờ trở lại sự lựa chọn của bạn Thùy Hương. Dạ em xin chọn bé Bảo Vi ạ. Bảo Vi hãy kể tên một số loại cá biển mà Bảo Vi biết. Dạ thưa chú, đó là các loại cá biển là cá heo, cá mập, cá đuối, cá nóc và rất nhiều ạ. Vậy thì bạn thử đoán xem rằng với câu hỏi Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất trên thế giới, bé trả lời như thế nào?
Dạ thưa em nghĩ bé đoán là có ạ. Bảo Vi ơi, hãy nói cho mọi người nghe đại dương nào sâu nhất thế giới. Dạ thưa chú, Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất thế giới, tại vì nó rộng nhất. Chúc mừng, trùng khớp ý với bé. Chí Bửu, cố lên, tiếp tục. À, tôi chọn bé Mỹ Hằng ạ. Bé Mỹ Hằng. Mỹ Hằng ơi, chú Bạch đố con nghe, ở Việt Nam chúng ta có những bãi biển nào mà Mỹ Hằng biết, hãy kể cho mọi người. Dạ thưa chú, con biết biển Nha Trang, biển Mũi Né, biển Phan Thiết, biển Vũng Tàu. Bây giờ thì bạn Chí Bửu hãy dự đoán xem là bé Mỹ Hằng có biết Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất trên thế giới hay không? Cháu có biết. Mỹ Hằng ơi, đại dương nào sâu nhất thế giới? Dạ thưa chú, con biết biển Thái Bình Dương sâu nhất vì mẹ con nói với con. Chúc mừng, trùng khớp ý với bé. Tiếp tục, bây giờ là sự lựa chọn của bạn Ngọc Hạnh. Tôi xin chọn bé Hoàng Lộc ạ. Bé Hoàng Lộc. Theo con, giữa phần biển và phần đất liền trên trái đất, phần nào chiếm tỷ lệ nhiều hơn? Dạ thưa chú, phần biển chiếm nhiều hơn, bởi vì con nhìn trong quả địa cầu thu nhỏ, con đã thấy như vậy. Ngọc Hạnh hãy đoán xem rằng bé Hoàng Lộc có biết Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất trên thế giới hay không? Theo tôi nghĩ bé sẽ trả lời là có. Hoàng Lộc ơi, đại dương nào sâu nhất thế giới? Dạ thưa chú, con nghĩ đại dương Bắc Băng Dương là sâu nhất, bởi vì con nghĩ nó là sẽ sâu nhất như con nghĩ. Vì con nghĩ như thế cho nên cô Ngọc Hạnh không trùng khớp ý với con được. Xin mời bạn Thùy Hương tiếp tục lựa chọn. Dạ em xin chọn bé Thanh Hiền ạ. Bé Thanh Hiền. Chú Bạch đố Thanh Hiền nha, giữa biển và đại dương cái nào lớn hơn? Dạ thưa chú, đại dương lớn hơn biển mà chữ đại là bự. Bây giờ thế thì hãy cho biết bé Thanh Hiền nghĩ thế nào với câu hỏi Thái Bình Dương là đại dương sâu nhất trên thế giới, thì bé có biết hay không? Dạ em nghĩ bé không biết ạ. Thanh Hiền ơi, hãy nói cho mọi người nghe đại dương nào sâu nhất thế giới. Dạ thưa chú, con nghĩ là Ấn Độ Dương sâu nhất thế giới. Chúc mừng, trùng khớp ý với bé. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì chúng tôi xin tổng kết số điểm của ba thí sinh sau vòng thi này như sau. Cũng xin lưu ý thí sinh nào ít điểm hơn buộc lòng phải chia tay với chúng ta trong cuộc chơi. Thưa quý vị, bạn Thùy Hương 120 điểm. Bạn Chí Bửu 60 điểm. Và bạn Ngọc Hạnh 50 điểm. Như vậy bạn Ngọc Hạnh sẽ nhận tiền thưởng là 1 triệu đồng và phần quà lưu niệm của chuyện nhỏ. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 3 của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, câu hỏi vòng 3 như sau. Theo anh chị, bé có biết cây trà và cây chè là cùng một loài cây hay không? Bây giờ dự đoán bằng cách bấm bàn phím. Và có 3 đợt lựa chọn trong vòng thi này. Có bé thì biết, mà có bé thì không biết. Làm thế nào trùng khớp để ghi điểm? Bây giờ bạn Chí Bửu chuẩn bị bàn phím của mình. Bé Danh Thanh có biết cây trà và cây chè là cùng một loại cây hay không? À đúng rồi, tôi nghĩ là không. Tại sao? Đúng rồi, tôi nghĩ là không. À tôi nghĩ rằng thật ra cái đó thì người lớn mình á mới có thể là biết nhiều hơn. Thật ra các trẻ không có tiếp xúc được qua cái chè và cái trà, nó khác nhau ở cái chỗ nào? Danh Thanh ơi, hãy nói cho mọi người nghe, cây trà và cây chè là cùng một loài cây hay là khác loài? Dạ thưa chú, cây trà và cây chè khác loại với nhau. Vì cây trà cho người uống, còn chè để ăn à. Chúc mừng, trùng khớp với bé. Bạn rất giỏi khi đoán trùng khớp với bé. Còn bây giờ thì xin mời bạn Thùy Hương chuẩn bị bàn phím của mình. Bé Bảo Vi có biết là cây trà và cây chè là cùng một loài cây hay không? Dạ em nghĩ là bé có biết ạ. Bảo Vi ơi, cây trà và cây chè là cùng một loài hay khác loài? Dạ thưa chú, cây trà và cây chè là cùng một loại. Trà là
Trà là người của miền Nam, còn chè là từ của người miền Bắc. Yeah, trường khớp baby. Tiếp tục, bạn Chí Bửu chuẩn bị. Bé Ngọc Tường có biết cây trà và cây chè là cùng một loài hay không? Không, không biết, bé không biết. Ngọc Tường ơi, cây trà và cây chè là cùng một loài hay khác loài? Dạ khác loài, tại vì cây trà là mình để uống, còn cây chè mình để ăn. Chè đậu đỏ, chè đậu xanh, chè đậu trắng, chè đậu đen. Trùng khớp đi bé. Chúng ta cùng tiếp tục với bạn Thùy Hương chuẩn bị. Bé Hoàng Lộc. Bé Hoàng Lộc có biết là cây trà và cây chè là cùng một loài hay không? Bé sẽ trả lời như thế nào? Dạ em nghĩ là bé không biết ạ. Hoàng Lộc ơi, cây trà và cây chè là cùng một loài hay là khác loài vậy? Dạ thưa chú, cây trà và cây chè khác nhau, bởi vì trà uống vô thì đắng, còn chè uống vô thì ngọt và thơm. Chúc mừng trùng khớp. Bạn Chí Bửu chuẩn bị. Bé Thảo Nhi có biết cây trà và cây chè cùng một loài cây hay không ạ? Có, cháu sẽ biết. Thảo Nhi ơi, cây trà và cây chè cùng một loài hay là khác loài? Dạ thưa chú, cây trà và cây chè cùng một loài, vì miền Nam gọi là trà và miền Bắc gọi là chè, nhưng thật ra nó cũng cùng một loài. Chúc mừng trùng khớp đi bé. Và bây giờ là sự lựa chọn tiếp theo, xin mời bạn Thùy Hương chuẩn bị. Mỹ Hằng có biết là cây trà và cây chè cùng một loài cây hay không? Dạ em nghĩ bé không biết ạ. Mỹ Hằng ơi, cây trà và cây chè cùng một loài hay là khác loài? Dạ thưa chú, cây trà và cây chè khác nhau, vì cây chè thì lại có hạt hột, cây trà thì lại có lá trà. Chúc mừng trùng khớp đi bé. Biết mà không đúng thì cũng đồng nghĩa là không, đúng không? Bây giờ thì xin được công bố số điểm của hai thí sinh sau các vòng thi như sau. Bạn Thùy Hương 240 điểm. Bạn Chí Bửu rất xuất sắc, đã vượt theo nhưng vượt qua không nổi, 180 điểm. Bạn Chí Bửu sẽ nhận tiền thưởng là 1.500.000 đồng và gửi đến bạn phần quà lưu niệm của Chuyện Nhỏ. Xin cảm ơn. Bạn có biết vì sao bổ nước cốt gà Blend mỗi ngày? Nước cốt gà Brands là thức uống dinh dưỡng từ tinh chất gà, giúp bồi bổ thể chất và trí não. Có Brands, bỏ luôn khỏe mạnh. Hãy uống Brands mỗi ngày, nước cốt gà Brands. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Chuyện Nhỏ. Thưa quý vị, trong vòng thi đặc biệt, thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội trải qua lựa chọn 5 trong số 7 bé trên màn hình. Mỗi một bé lần này sẽ có một câu hỏi riêng biệt và ẩn chứa các số điểm khác nhau từ 50 điểm cho đến 250 điểm. Làm thế nào để cuối cùng cộng lại tổng số điểm của bạn từ 500 điểm trở lên, bạn sẽ là người chiến thắng vòng thi đặc biệt. Trong trường hợp cộng lại không đủ 500 điểm vì nhiều câu không trùng khớp ý với bé, thì bạn sẽ nhận tiền thưởng là 2 triệu đồng. Nếu bạn chiến thắng vòng thi đặc biệt, tiền thưởng sẽ là 4 triệu đồng. Tất cả đã được sẵn sàng. Một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho bạn Thùy Hương. Hãy lựa chọn cho mình 5 trong số 7 bé trên màn hình. Dạ em xin chọn bé Ngọc Tường. Em xin chọn bé Thanh Hiền ạ. Dạ bé Mỹ Hằng. Dạ bé Bảo Vi. Dạ bé Thảo Nhi. Chia tay với Hoàng Lộc và Danh Thanh nha. Bây giờ câu hỏi đầu tiên của bé Ngọc Tường như sau. Theo Ngọc Tường, nấm thường mọc vào mùa mưa hay mùa khô? Em nghĩ bé thế là mọc mùa mưa ạ. Ngọc Tường ơi, theo con nấm thường mọc vào mùa khô hay mùa mưa? Dạ thưa chú, nấm nó mọc vào mùa khô tại vì nó khô.
chưa trùng khớp đi với bé. Thưa quý vị, chẳng hạn như nấm mối thì bắt đầu những cơn mưa đầu mùa rơi xuống thì nấm mọc lên, thì đó là kiến thức của người lớn chúng ta. Nhưng mà đối với bé thì là nấm nó khô cho nên mọc mùa khô. Chúng ta cùng tiếp tục với bé Thanh Hiền. Câu hỏi cho Thanh Hiền như sau. Theo Thanh Hiền, dưa mọc ở vùng khô cằn và dưa mọc ở nơi ẩm ướt, dưa ở đâu ngọt hơn? Anh xin chọn khô cằn ạ. Dưa mọc ở vùng khô cằn hay dưa mọc ở vùng ẩm ướt, ở đâu ngọt hơn? Dạ thưa chú, con nghĩ là dưa mọc ở nơi ẩm ướt vì nước đó, nó sẽ làm cho dưa hấu nó nhiều nước để mình ăn nó ngọt hơn. Chưa trùng khớp BBB. Thưa quý vị, ngày nay yếu tố để dưa được ngọt nó có rất nhiều. Phân bón là điều hết sức quan trọng để cho quả dưa được ngọt. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với bé Mỹ Hằng. Câu hỏi cho Mỹ Hằng như sau. Theo Mỹ Hằng, các loại khoai tây hoặc đậu phộng khi mọc mầm chúng ta có nên ăn hay không? Kiến thức của người lớn chúng ta thì biết rằng những loại khoai tây, đậu phộng mà mọc mầm thì ăn rất là độc hại, ăn rất có hại. Nhưng đối với bé lại là vấn đề khác, bé sẽ cho rằng là nên ăn hay là không nên. Dạ em nghĩ bé không nên ăn ạ. Bé nghĩ sẽ không nên ăn. Mỹ Hằng ơi, theo con các loại khoai tây hoặc đậu phộng khi mọc mầm chúng ta có nên ăn hay không? Dạ thưa chú, chúng ta nên ăn vì nó đã chín, mình có thể ăn được. Chưa trùng khớp với bé rồi. Các bé lưu ý chú Bạch dặn nha, khoai tây mà mọc mầm mình không nên ăn bởi vì nó rất là độc, nó có rất nhiều chất độc và ăn nguy hại đến sức khỏe. Nếu mà ăn nhiều có thể dẫn đến tử vong, các con lưu ý điều này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với bé Bảo Vi. Theo Bảo Vi, cây tre có thể cao đến 100 mét hay không? Bé sẽ trả lời như thế nào? Em nghĩ bé sẽ trả lời là không. Bảo Vi ơi, theo con cây tre có thể cao đến 100 mét không vậy? Dạ thưa chú, cây tre có thể cao đến 100 mét, tại vì cây tre thường rất cao. Và tại vì bé cũng có đọc truyện cây tre trăm đốt. Chưa trùng khớp với bé. Chúng ta cùng tiếp tục với bé Thảo Nhi. Câu hỏi dành cho Thảo Nhi như sau. Theo con, nên ngủ trưa nhiều hay ít sẽ tốt cho sức khỏe hơn? Theo em nghĩ bé sẽ nói là ngủ nhiều tốt hơn ạ. Thảo Nhi ơi, con hãy trả lời cho mọi người nghe, nên ngủ trưa nhiều hay ngủ trưa ít thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn? Dạ, ngủ trưa nhiều tốt cho sức khỏe hơn vì và chiều sẽ làm việc được tốt hơn. Chúc mừng trùng khớp với bé. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì chúng ta sẽ xem là không trùng khớp thì bị mất bao nhiêu điểm và trùng khớp thì được bao nhiêu. Chú Bạch xin mời đầu tiên là bé nào bây giờ các bạn? Ngọc Tường nha. Ngọc Tường vì không trùng khớp, nấm mọc vào mùa khô, mất bao nhiêu điểm? Sai rồi, con không cho 50 điểm đâu. Tiếp theo là bé Thanh Hiền vì không trùng khớp cho rằng dưa mọc dùng ẩm ướt sẽ ngọt hơn, bao nhiêu điểm bị mất? Buồn quá, không được 50 điểm rồi. Không sao, 50 điểm ít không sao. Mỹ Hằng không trùng khớp vì khoai tây mọc mầm, đậu phộng mọc mầm thì Mỹ Hằng cho là nên ăn, mà bạn thì bảo là không nên ăn, mất bao nhiêu? Tiếc quá, không được 50 điểm rồi. Và bây giờ thì bé Bảo Vi. Bảo Vi với câu hỏi là cây tre có thể cao 100 mét hay không? Bạn nói là không thể, còn bé nói có thể, mất bao nhiêu? Con trả lời sai rồi, con không cho 50 điểm đâu. Và cuối cùng biết đâu bé Thảo Nhi 250 điểm. Thảo Nhi ơi, ngủ nhiều sẽ tốt cho sức khỏe vì trùng khớp, bao nhiêu điểm? Hay ho, đúng rồi, con cho 250 điểm. Như vậy bạn đạt 490 điểm. Thiếu có 10 điểm nữa bạn sẽ là người chiến thắng. Bạn sẽ ra về với tiền thưởng là 2 triệu đồng.
và phần quà lưu niệm của trường nhỏ. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa trải qua những giây phút vui tươi và hào hứng của chương trình trường nhỏ. Đã đến giờ chia tay rồi, chú Thanh Bạch xin nói lời tạm biệt. Chào các cháu. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chuyện Nhỏ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Chương trình này được sự tài trợ của nhãn hàng Nestle Milo. Đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.